Kính chào quý vị! Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, vụ thi thể nữ khô trên ghế sofa ở một căn hộ chung cư cao cấp Hà Nội vừa có thêm tình tiết mới đáng chú ý. Lực lượng chức năng phát hiện điện thoại của nạn nhân bị tháo ra, xe ô tô cá nhân cũng không còn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, căn hộ ở tòa S403 đứng tên nạn nhân, quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm. Sự việc bắt đầu từ tin báo của người nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai nghi ngờ người mất tích ở Hà Nội nên đã phối hợp với Công an thủ đô tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý khu đô thị để tìm kiếm nạn nhân. Lãnh đạo phường Tây Mỗ cho biết, tổ trưởng dân phố ở hiện trường có kể lại, thi thể đã khô nằm trên ghế sofa, sim điện thoại bị tháo ra. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy. Còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh. Theo thông tin mới nhất, vào ngày 28 tháng 4, căn hộ xảy ra vụ việc trên vẫn được đóng kín. Trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng. Theo một số người dân, hai hôm nay không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng, còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu. Một người dân sống cùng tầng nạn nhân cho biết, do không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng, giờ đã chuyển đi nơi khác kể lại. Năm 2022, căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi. Người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2022, những người bên cạnh nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động như vỡ chén bát. Từ đó trở đi, căn phòng không có tiếng gì nữa. Còn sự việc chính xác như thế nào thì người dân xung quanh không rõ. Cũng theo một số người dân sống cùng tầng, năm 2022, họ từng ngửi thấy mùi hôi khó chịu và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi hôi cũng không quá nồng nặng nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Anh Nguyễn Kiên, ngụ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết, thông thường người tử vong không được chôn cất mùi sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi sẽ nhẹ đi. Các chế phẩm này thường được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy xác động vật. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, bố mẹ của cô gái đã đến nhận con và cho biết con gái của họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu. Gia đình đã đi tìm con suốt 2 năm nay. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, lý do không kịp thời phát hiện người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai được vào căn hộ. Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Thưa quý vị, vụ phát hiện xác một cô gái tử vong trong tình trạng đã khô tại căn hộ cao cấp ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cô gái sống trong một căn hộ cao cấp, nhưng tại sao sau gần 2 năm tử vong, cái xác khô mới được phát hiện? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, vào chiều ngày 26 tháng 4, Ban Quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện xác một phụ nữ trên ghế sofa trong tình trạng đã khô. Vào cuộc điều tra, ban đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trên ghế sofa vào khoảng tháng 9 năm 2022. Theo ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, bố mẹ cô gái đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu. Gia đình đã đi tìm con suốt 2 năm nay. Về việc gia đình thông báo con gái họ đã mất tích nhiều năm qua, lãnh đạo địa phương cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như vậy. Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của người phụ nữ này. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 4, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh xác một cô gái đã khô trên ghế sofa tại một chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đoạn chia sẻ, căn hộ nơi xảy ra vụ việc đã khóa cửa nhiều năm. Người muốn thuê nhà tới đây liên hệ nhiều lần nhưng không được. Sau đó, mọi người nhờ ban quản lý, công an cùng các ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện sự việc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong là do ở khu chung cư cao cấp, người ngoài không ai được vào căn hộ. Nạn nhân là nữ giới sinh năm 1995. Nhiều người cho rằng cô gái này đã từng sống ở đây cách đây 2 năm trước, sau đó không còn xuất hiện. Hiện vụ việc đã được chuyển đến Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc xác cô gái được phát hiện tại một chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ. Nạn nhân được xác định là nữ giới, sinh năm 1995, tử vong hơn một năm trong căn hộ chung cư, thi thể này đã khô lại. Ban quản lý căn hộ chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ cũng xác nhận sự việc và cho biết thêm người thiệt mạng quê tỉnh Đồng Nai, nhưng tử vong bao lâu và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Trước đó, ngày 26 tháng 4, một người cùng tầng thấy căn hộ lâu không có người ra vào, tưởng đã chuyển đi nơi khác nên gõ cửa hỏi thuê, nhưng không có động tĩnh. Nghi ngờ căn phòng có vấn đề, người này báo cho ban quản lý căn hộ lên kiểm tra và phát hiện ra vụ việc. Cư dân chung cư cho hay, công an phường và các đơn vị liên quan đến làm việc tới gần 2 giờ sáng mới xong. Anh Nguyễn Toàn là một trong số người về sống đầu tiên ở tầng 32, tòa S03 cho hay, tầng có lập một nhóm Zalo nhưng nhóm người này chỉ trao đổi những công việc chung, chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, không được làm ồn. Tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy. Năm 2022, anh Toàn về đây và đã thấy chị ấy. Trong thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau, chỉ lướt qua cái rồi thôi. Đúng là nhiều tháng qua không gặp chị ấy và đến ngày hôm qua mới nhận được thông tin. Cũng theo anh Toàn, cuối năm 2022, một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ do rác. Trong khi đó, liên quan đến vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết khoảng tháng 5 năm 2022, hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã mâu thuẫn phát ra từ căn hộ trên. Theo tìm hiểu trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà S403, căn hộ này mang tên là DPMK. Điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 với số tiền lần lượt là trên 2,9 triệu đồng và 421.322 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ căn hộ chưa thanh toán tiền. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vụ án sát hại người rồi phân xác phi tang ở Đồng Nai đang khiến dư luận bàng hoàng. Đáng lên án hơn, thủ phạm trong vụ án man rợ này lại là một bác sĩ đa khoa. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, có chuẩn bị kỹ trước khi gây án và đối phó với cơ quan công an. Sau khi gây án, đối tượng phi tang xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi tội phạm. Sau 15 ngày tiến hành điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi phạm. Mời quý vị cùng nhìn lại hành trình truy bắt kẻ thù ác ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Danh Sơn sinh năm 1988, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu phạm tội, giết người và xâm hại thi thể xảy ra vào ngày 13 tháng 4 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trước đó, từ thông tin trình báo của gia đình nạn nhân về việc chị Trương Thị Bích Nờ, ngụ tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị mất tích sau khi đưa con đi học, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Trải qua quá trình xác minh các mối quan hệ, các hoạt động của chị Nờ, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, chị Nờ có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn. Tiếp tục đi sâu và tìm hiểu. Trước đó, chị N thường xuyên liên lạc với Sơn và đặc biệt chú ý là vào ngày mất tích ngày 13 tháng 4, chị có liên lạc với Sơn qua điện thoại. Từ dấu hiệu nghi vấn trên, những ngày qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhiều lần mời Danh Sơn, đang là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên làm việc. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước nên qua nhiều lần làm việc thì Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N. Liên tục quanh co chối tội, đối phó với cơ quan cảnh sát điều tra. Đến ngày 26 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa triệu tập đối tượng Danh Sơn lên làm việc. Lần này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng phá án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến Sơn không thể chối cãi được nữa. Sơn đã khai nhận hành vi sát hại chị N. Khám xét nơi ở và làm việc của Sơn, Công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn nghi là của nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 1 năm. Cả hai đều đã có gia đình riêng. Cũng theo lời khai ban đầu của Sơn, thời gian gần đây hai người mâu thuẫn tình cảm. Do lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự, công việc của cả hai người, vào ngày 13 tháng 4, chị N đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tuy nhiên, Tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt thì Sơn truyền nước cho chị. Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị N tử vong. Sơn phân xác phi tang nạn nhân rồi đem đi vứt trong khu công nghiệp Biên Hòa và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Phòng Cảnh sát Hình sự đã áp giải đối tượng Danh Sơn đến các địa điểm phi tang các phần thi thể của chị N. Kết quả đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, có chuẩn bị kỹ từ trước khi gây án và đối phó với cơ quan công an. Sau khi gây án, đối tượng phi tang xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, bằng tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng phá án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khuất phục đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của nghi can Danh Sơn có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại Điều 123 và tội xâm phạm thi thể quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đêm ngày 19 tháng 4, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bất ngờ cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã có mặt tại vườn nhà bà Hoàng Thị Hát, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương. Tại đây, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật nơi chôn cất nạn nhân có tên là NTD, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, thành phố Hải Phòng, để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trước đó, nguồn tin từ người thân cho hay, vào ngày 13 tháng 4, D đã rời khỏi nhà ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, đi đâu không rõ, không liên lạc được với con gái. Gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo NTD mất tích một cách bí ẩn, Công an xã An Hồng, Công an huyện An Dương đã khẩn trương vào cuộc truy tìm tung tích của D. Tập trung xác minh các mối quan hệ của D bằng các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng công an xác định, sau khi rời khỏi nhà, bé gái này đã đến nhà bạn trai là Lê Phong Tê, sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng. Bản thân Tê đang sống cùng bà ngoại là HTH và trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện những biểu hiện bất thường của Tê. Và ở khu vực vườn nhà của bà Hát lại mọc lên gò đất bất thường. Quá trình xác minh, lực lượng điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, Tê có những biểu hiện bất thường. Ngày 19 tháng 4, khi được mời lên cơ quan công an, quá trình đấu tranh, Lê Phong Tê đã khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, Tê đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại để phi tang. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tổ chức đến hiện trường để khai quật nơi chôn cất và tìm thấy nạn nhân tại góc vườn nhà bà Hát. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang củng cố các tài liệu, chứng cứ để điều tra theo quy định.